giả có thể chia sẻ mọi người được không ạ? Cảm thấy vui. Thấy vui. Chị cảm nhận khi mà anh đứng ngay tại cái sân khấu rất là lớn và cũng như là ở phía dưới có rất nhiều quý khán giả đang ngồi phía dưới để nghe cảm nhận của mình, thì cảm xúc của anh như thế nào, có thể chia sẻ mọi người được không ạ? Vui lắm. Trời ơi, từ đầu đến cuối em hỏi là anh trả lời vui không quý vị ơi. Cho nên là cứ combo là vui quý vị nhé. Chào mọi người, hôm nay mình đang có mặt tại nhà anh Hải, một trong 19 khách hàng đã trúng xe Honda Vision trong chương trình chịu lời cảm ơn và khủng tích lớn của Honda Việt Nam cùng hệ thống Hồng Đức. Mình sẽ hỏng vấn anh vài câu để xem cảm nghĩ của anh lúc này như thế nào nha mọi người. Chào anh Hải, lúc anh mua xe tại hệ thống Hồng Đức thì anh đã mua xe gì và quay trúng Honda Vision vậy? Dạ, anh mua chiếc HM. Anh mua Honda SH Mod và đã quay trúng Honda Vision nha mọi người. Lúc anh mua SH Mod và được các bạn tư vấn về mình được tham gia chương trình và quay số may mắn, anh có nghĩ là mình sẽ trúng Honda Vision không anh? Không, anh không nghĩ là trúng, anh chỉ nghĩ là trúng áo thun hay quạt nón gì thôi chứ không có nghĩ là tới trúng xe. Dạ thì đó cũng là cảm nhận của rất nhiều khách hàng khi mua xe tại hệ thống Hồng Đức, là không nghĩ là mình sẽ quay trúng xe đâu, nhưng mà hôm nay thì mình đã vừa hoàn tất buổi lễ trao giải đợt 1 cho những khách hàng mua xe tại hệ thống Hồng Đức và quay trúng Honda Vision cùng SH350. Chúc anh đi tốt dùng bền chiếc xe này và luôn là khách hàng thân thiết của hệ thống Hồng Đức. Dạ em cảm ơn anh. Chào mọi người, hôm nay mình đang có mặt tại nhà của anh Giang, một trong 19 khách hàng đã trúng xe Honda Vision và SH350 trong chương trình chịu lời cảm ơn và khủng tích lớn. Mình sẽ hỏi anh vài câu để xem cảm xúc của anh lúc này như thế nào nha các bạn. Anh mua xe ở Hồng Đức mấy và anh trúng chiếc Honda SH350 này vậy? Dạ em mua xe ở Hồng Đức 2. Dạ em mua chiếc AB 125. Anh mua chiếc Honda E-Black 125 và trong chương trình chịu lời cảm ơn và khủng tích lớn đó, anh quay số may mắn thì trúng được chiếc SH350 này nè mọi người. Anh có thể chia sẻ cái cảm giác của anh lúc này khi mà nhận chiếc SH350 tại nhà của mình như thế nào không anh? Dạ, cảm giác lúc này em rất là vui. Em mà em cũng không tin là mình đã trúng được chiếc xe giá trị cao như thế này. Dạ đúng rồi. Anh mua Honda E-Black và trúng SH350 mọi người. Cảm ơn anh đã ủng hộ hệ thống Hồng Đức. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.